chúng ta cần bắt đầu thôi. Và đây là những nguyên liệu mà chúng ta cần để xếp lên một chiếc guitar nhé.
giờ chúng ta gắn phần đàn vào thùng đàn nữa nha. Đấy, xong. Bên nào guitar của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa.